các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Ở video lần này thì mình đang thực hiện trên một cái remote, và mình đang muốn nói một cái chủ đề nữa, đó là phanh ở remote chúng ta nó nguyên nhân vì sao không ăn, có nghĩa là khi chúng ta đập phanh thì phanh chúng ta không bó. Là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em cái nguyên nhân vì sao mà trong có ba cái cào này nè, đấy thì có một hai cào nó không có ăn, đặc biệt là cái cào này ha, đặc biệt là cái cào này đấy. Thì ở cái những cái remote này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình cái hai cái căn bệnh đó. Cái việc phanh không ăn ở remote thì có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là cái nguyên nhân mình muốn nói đến, đó là cái việc là cái bầu phanh của chúng ta. Đây, đây là bên trong cái bầu ha. Ha. Đây là cái bầu phanh. Và cái bầu phanh chúng ta khi các anh em mình điều chỉnh á, chúng ta điều chỉnh không đúng, dẫn đến là cái khi mà chúng ta đập phanh á là cái bầu phanh chúng ta nó đi ra hết hành trình rồi. Nhưng mà cái com chúng ta nó đang ở vị trí là không banh ra ha. Đấy, cái com chữ S này nó không banh ra, dẫn đến tình trạng là chúng ta cho dù chúng ta phanh nhưng mà bánh nó chúng ta không ăn ha. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai nữa là cái bọt ha. Cái bọt đỡ đây ha. Đây là cái bọt đỡ này. Đấy. Ngay chỗ này có cái bọt nhựa và bên trong này nó có một cái bọt thau ngay chỗ này ha. Tại vị trí gần xoay com chữ S này nó có bọt thau. Thì lâu ngày cái bọt thau này và cái bọt ở bên phía ngoài này nó lỏng, dẫn đến là nó tăng cái hành trình tự do lên, dẫn đến là chúng ta có bánh đó, chúng ta nó phanh là không ăn. Đó là một cái nguyên nhân. Nguyên nhân tiếp theo nữa là cái má phanh này nó bị mòn ha, nó mòn và nó không còn tròn đều nữa. Diện tích tiếp xúc của cái má phanh này nó không còn 100% nữa, dẫn đến là tình trạng là chúng ta hiệu suất phanh chúng ta nó không có ăn ha. Đó là nguyên nhân tiếp theo. Một nguyên nhân nữa đó là mỡ bò ha, mỡ bò bên trong này nó tròn ra bên ngoài này ha. Hoặc là chúng ta bơm mỡ bò tới các cái vị trí này này đấy, thì nó vào nhiều quá thì bắt đầu nó len xuống cái má phanh này ha, dẫn đến tình trạng là phanh chúng ta cũng vẫn không đạt cái hiệu suất cao nhất ha. Đó là những lưu ý mà chúng ta cần phải để ý trong quá trình chúng ta lo ha. Còn một nguyên nhân nữa, khi mà chúng ta cho dù chúng ta tốn cái bố phanh này mới đi chăng nữa nhưng mà phanh chúng ta vẫn không ăn, đó là do cái này ha. Đó là do tan bua này. Khi là chúng ta tốn bố tháng mới thì chúng ta phải thử cái mặt bố này nó có tiếp xúc đều với cái trống phanh này hay không. Cái trống phanh chúng ta mà nó không tiếp xúc đều thì hiệu suất phanh chúng ta vẫn yếu ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đối với cái mặt của trống phanh này bắt buộc chúng ta phải đi lớn lại ha, cho nó mắc cái gờ đó đi, mắc cái những cái gờ cái sóng dọc này đi, thì cái lúc đó thì cái bố phanh mới và cái tan bua chúng ta nó mới đi nữa thì nó mới thì xuất phanh chúng ta nó mới tốt lên được ha. Đó. Còn một nguyên nhân xuất phát từ nguyên nhân kỹ thuật, đó là các anh em mình biết rồi, đây là cái com hình chữ S ha. Thì chúng ta đọc phanh, cái cần đọc phanh kìa, cái bầu phanh này, khi chúng ta phanh thì cái bầu phanh này chúng ta nó phi ra đúng không, phi ra thì com chữ S chúng ta nó xoay. Xoay thì có nghĩa là cái con chữ S này nó sẽ đổi lên trên cái con lan này và nó sẽ banh hai má phanh này ra đúng không. Thì lúc này có nên mình khi mà chúng ta bảo dưỡng xe, chúng ta tháo hết toàn bộ 6 cái con chữ S này. Có một trường hợp là chúng ta sẽ lắp bị sai cái con chữ S này, cái bánh tài lắp xong bánh phụ và bánh phụ lắp xong bánh tài, thế là khi chúng ta đọc phanh thì cái con chữ S chúng ta nó làm việc ngược, làm cho trường hợp là bố phanh chúng ta không bung ra được, dẫn đến tình trạng là bố phanh chúng ta vẫn không ăn. Đó là những cái nguyên nhân cốt lõi khi mà phanh chúng ta không ăn ha. Cái nội dung thứ hai mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em đó là ba cái trục của bánh xe này. Một trong những trục nó không ăn hoặc là nó không ăn cái trục này ha. Cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề đó là cái này mình thấy là cái remote này ha. Nếu mà giả sử như mà nó ở thị trường Việt Nam mình á, là người ta dùng những cái xe giống như xe Hovo này ha, những cái xe Hyundai này, những cái xe Sakman này đấy, những cái xe Trung Quốc á, là cái chassis của cái đầu kéo nó cao hơn cái remote ha. Đây chassis của cái xe này mình đang muốn nói cái độ cao của sắc xi xe. Đây ví dụ như cái sắc xi xe từ đầu bằng bằng tì của đầu kéo ha, nó cao, nó quá cao
chẳng đến là khi mà chúng ta lắp cái remote vào thì cái đầu của remote này nó sẽ cao hơn ha, và dẫn đến tình trạng là cái bánh xe đầu tiên của cái remote là nó sẽ bị tiếp xúc yếu ha, tiếp xúc không tốt với mặt đường, dẫn đến khi mà chúng ta đập phanh, khi chúng ta đập phanh thì bánh này nó sẽ bó trước ha, vì nó không tiếp xúc được với mặt đường, dẫn đến là tình trạng là cái lực bấm của phanh nó sẽ thắng được cái lực ma sát tại trường, cho nên dẫn đến là cái bánh này này, cái cầu đầu đầu tiên của remote, cái cầu này nó sẽ ăn trước, tiếp theo là cái đầu này ha, đấy cầu này, tiếp theo là cái cầu phía dưới đó nó mới ăn cuối cùng đấy. Cho nên để khắc phục được vấn đề này thì tất cả các anh em mình phải điều chỉnh thôi, sau đó cho lực phanh giữa cái cốc bánh này nó đồng đều với nhau, khi thực tế chở hàng thì nó mới chuẩn ha. Rồi còn một nguyên nhân nữa mà mình muốn nói đến với tất cả các anh em, đó là cái một trong những cái bánh này mà nó không ngang thì các anh em hãy kiểm tra những cái phết này nó mở bò giống như ở nội dung đầu tiên mình có nói hay không ha. Những cái vấn đề đó nó gây ảnh hưởng tới hiệu suất phanh của cái từng bánh xe ha. Rồi hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em làm trong nghề và là tất cả các anh em lái xe. Các anh em cần phụ tùng vật tư của hệ thống phanh khí nén thì hãy liên hệ với bên mình ha, 0389898100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.